Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu trà sữa thái xanh thạch sợi kiểu mới. Trà sữa thì thơm béo, thêm vào đó là những sợi thạch giòn ngon đẹp mắt. Với cách nấu thì đơn giản dễ làm, các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này thì đầu tiên mình sẽ nấu phần trà sữa trước. Đây là 30g trà thái xanh, các bạn có thể mua ở tiệm bán trà hoặc là mình đặt ở trên mạng, có bán rất là nhiều. 80g bột kem béo, 250g đường, 200g sữa đặc. Với 30g trà thì mình sẽ cho vào nồi là 2,5 lít nước. Rồi mình sẽ mở mức lửa lớn và nấu cho nó sôi lên. Sau khi mà nước đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho trà vào, mình khuấy đều lên. Rồi mình sẽ tắt bếp, mình đậy nắp lại và ủ trà là 10 phút. Đây là trà sau khi mình ủ được 10 phút. Bây giờ thì nó có màu xanh rất đẹp và mùi rất là thơm rồi đó các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ đem trà, mình lược bỏ phần xác. Để lược trà thì mình sẽ dùng cái rây, mình bọc thêm là cái màng mọc để mình lược bỏ phần xác trà nha các bạn. Sau khi mình lược xong rồi thì mình sẽ lấy ra là 300ml nước trà. Để một xíu nữa mình làm phần thạch. Bây giờ mình sẽ cho bột kem béo vào. Bột kem béo này thì nó dễ vón cục lắm, cho nên các bạn cho vào từ từ, mình vừa cho vừa khuấy để nó tan đều và không bị vón lại nhé. Rồi mình cho sữa đặc vào. Các bạn nhân lúc trà nó còn nóng thì hãy cho những nguyên liệu này vào để nó dễ tan hơn và không bị vón lại đó. Sau cùng mới là đến đường. Lượng đường thì các bạn có thể tăng hoặc là giảm để cho vừa với khẩu vị của gia đình. Như vậy là mình đã làm xong phần trà sữa rồi. Tiếp tục thì mình sẽ đi chuẩn bị phần thạch. Để làm được phần thạch thì mình đã chuẩn bị là 12g bột câu câu giòn hiệu con cá, 120g đường. Mình cho bột câu câu và đường vào nồi. Mình trộn đều lên để nó không bị vón cục. Rồi mình thêm vào là 700ml nước. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và ngâm trong vòng 20 phút cho rau câu nó nở. Sau 20 phút thì rau câu nó đã nở rồi. Tiếp tục mình sẽ cho vào là 300ml trà thái xanh. Cái này lúc nãy mình đã chừa lại đó các bạn. Rồi mình đem lên bếp để nấu. Lúc đầu thì mình sẽ nấu rau câu với mức lửa trung bình, tổng lượng nước với 12g rau câu và 120g đường của mình là 1 lít nước. Sau khi rau câu đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ. Mình nấu thêm là 15 phút nữa cho rau câu nó chín hẳn. Trong lúc nấu thì các bạn cũng khuấy đều và nếu thấy có bọt thì các bạn cũng hớt ra nhé, để rau câu nó được trong hơn. Rau câu thì nó cũng đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho ra ngoài khuôn. Các bạn hớt bỏ mấy cái bọt này để rau câu nó được trong hơn. Rồi mình để ở đây cho nó nguội.
rau câu thì nó nguội và nó đông lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem ra ngoài và mình xắt nhỏ. Lấy ra thì rất dễ nè các bạn. Rau câu nó không quá mềm cũng không quá cứng, nhìn nó ngon lắm luôn. Để làm rau câu sợi thì mình sẽ chuẩn bị cái bàn bào như vậy. Mình bào như vậy nè các bạn, rất là đơn giản và dễ làm luôn. Nếu như không có bàn bào thì các bạn có thể dùng dao rồi mình xắt sợi, hoặc là các bạn xắt thành các hình dáng mà các bạn thích. Mình bào thì rất là nhanh luôn đó các bạn, một xíu thôi là mình đã bào xong hết rồi. Rau câu khi bào thì vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian. Mà mấy cái sợi rau câu này nó sẽ có kích thước bằng nhau, mình nhìn vào thì nó rất là đẹp nữa. Vậy là mình đã làm xong hết rồi, bây giờ thì mình sẽ cho trà sữa ra ngoài và thưởng thức. Mình sẽ đợi cho cái phần trà sữa của mình nó nguội lại, nó nguội hoàn toàn luôn đó các bạn, thì mình sẽ cho thạch vào. Nếu như các bạn cho vào lúc còn nóng thì thạch đó nó sẽ bị tan và nó cũng sẽ không nổi lên mặt như vậy nữa. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi. Đến lúc này thì các bạn có thể cho vào ly để mình thưởng thức, hoặc là cho vào chai để bảo quản uống từ từ. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài ly để thưởng thức. Trà thái xanh thì nó có mùi rất thơm và màu rất đẹp. Trà thì các bạn có thể uống như vậy, hoặc là các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc là thêm đá vào, đều rất là ngon luôn nhé. Mình đã cho ra ngoài xong rồi nè các bạn. Mình đã cho ra 4 ly để gia đình mình thưởng thức. Mỗi một ly như vậy là khoảng 450ml. Và phần còn lại thì mình cho vào chai, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mình có thể bảo quản được là từ 4 đến 5 ngày. Mình sẽ uống như vậy và không dùng đá nha các bạn. Mình mời các bạn. Trà sữa thái xanh mình uống vào thì nó thơm béo, có vị ngọt vừa phải, rất là ngon. Phần thạch thì dẻo giòn, rất là tuyệt vời luôn đó các bạn. Các bạn hãy làm thử để gia đình mình cùng thưởng thức vào những ngày hè nóng nực này nhé. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.